Luca tôi thân anh vô kịch. Bây giờ thì tôi sẽ về lại vị trí của mình và sẽ cùng thưởng thức các tiết mục biểu diễn của các bạn học sinh sinh viên hai nước và sẽ xem là sinh viên hay học sinh của nước nào sẽ biểu diễn hay hơn ạ. 여러분 열심히 해주시고 열심히 해주시고 그리고 이 기회가 여러분들이 그 앞으로 여러분들 그 양국 청소년 가기 교회에 큰 도움이 되길 바랍니다. 감사합니다.